quý vị, mình đi trên đường quý vị gặp một bà cụ đẩy chiếc xe cũng lớn tuổi, đẩy chiếc xe đạp có vẻ như đi mua ve chai hay lượm ve chai gì quý vị. Đó, để mình đi lại gần mình hỏi bà cụ thử xem sao quý vị. Ngoại, con hỏi thăm ngoại chút được không ngoại? Dựng xe ngồi nghỉ chút đi ngoại. Ngoại dựng vô đây nè. Dạ. Dạ, dựng xe vô mát đi ngoại. Trời ơi, dạ, ngoại, ngoại đi đi đâu vậy? Dạ. Ngoại đi lượm ve chai hả ngoại? Thôi, ngoại đi lượm nè. Ngoại hôm nay nhiêu tuổi rồi? 85 tuổi. 85 hả ngoại? Trời ơi, 85 mà còn đi lượm ve chai. Dạ con, không có tiền uống cà phê, thầy gói 2.000 gói. Dạ. Rồi ngoại không có con cháu gì sao? Có, trốn nó đi. Trốn đi hả? Cho đi, nó không cho đi, trốn đi, nó giận nó bỏ. À, có nghĩa là bà trốn con cháu đi lượm hả? Ở không làm gì con, chạy của nó hoài, không lẽ ăn cơm rồi đi lấy tiền, nó bỏ túi đâu có được. Dạ. Không được như đây, lễ mới có vậy chứ. Dạ. Rồi rồi rồi, mấy anh mấy chị nhà có cho tiền thường ngoại không? Có, nó cho mà không có lấy. Dạ. Lấy tội lắm, ăn cho con. Mình nuôi nó, không nuôi tôi cho đừng này, nó nuôi mình nhiều. Dạ. Nó không có bỏ con, nó đầy dữ lắm, trốn nó đi. Dạ. Rồi trời nắng về ngoại đi cực khổ quá trời luôn á. Giờ đi về nghỉ con, nãy giờ lễ nó có đi về. Dạ. Không có. Về nghỉ đi chứ ngoại đi về, con thấy ngoại cực quá, nắng nôi cực quá, lộn về đâu có nhiêu tiền đâu. 10.000 bà không có. Dạ đây nè quý vị, ngoại đẩy chiếc xe đạp đi nè. Đó, rồi đem theo cái bao nữa nè, lộn với ba cái chai quý vị. Đó. Con nó đầy chứ đâu có cho đi con. Dạ, đẩy chích tới đây nè ngoại. Rồi để đi. Dạ, để nghỉ chút đi ngoại. Không sao đâu, nghỉ ngơi chút đi rồi đi. Ôi đi, để con trong nhà ra, không có rồi, không. Đó trong nhà. Ở đâu, con ngoại đâu. Dạ, không sao đâu, nè, đứng đây nói chuyện chút đi, không có gì đâu ngoại. Ngoại, ngoại đạo chúa hả? Đạo Phật. Đạo Phật hả, con sao con thấy đeo hình chúa. Có gì đeo ngay. Dạ, đây ngoại có đeo chuỗi thế này quý vị. Dễ thương rồi. Ta cho con. Dạ. Ơi, ta cho. 85 tuổi ông ngoại còn không? Chia tay lâu rồi. Chia tay luôn rồi hả? Ông cũng ở nhà trò. Trời ơi. Ông gần 90 rồi, còn đi ông ra nổi con. Dạ. Ông còn khỏe. Dạ. Ông có lưng hưu. Khoan nghe cái tình sử của ngoại con nghe hấp dẫn nha. Rồi. 85 tuổi mà còn chia tay là chia tay bao lâu rồi ngoại? Chia tay hồi xanh bé tới giờ, bé năm nay gần 50 tuổi nghĩa gái. À, dạ, có nghĩa là cũng 50 năm rồi ha. Dạ. Thôi con, không thiệt tình không cho, không thiệt tình tôi đi đâu đi. Dạ. Mình cho nó xuống. Dạ. Không có ghen tức gì hết, ai làm gì làm gì. Dạ. Nhà, anh ở cơ mà. Dạ. Dạ. Dạ, ngoại được bao nhiêu người con? 5 người trai, 1 người gái. Dạ, 5 người trai, 1 người gái. Ừ, cũng lo cho ngoại á, mà từ gì ngoại trốn đi vậy đó hả? Không có cho, không lấy, không chịu lấy đứa nào mà cho. Thôi ngoại ơi, mình lớn thì con nó cho mình có sao đâu, đâu phải người ngoại đâu. Còn đi nổi con, còn đi nổi mà mất nào nổi lấy. Không phải, cỡ tuổi ngoại giờ mà mình ở nhà mình đi uống cà phê hay là ăn chầu đồ cho nó... Chơi không có lợi. Không có cái đó đâu phải là chơi đâu ngoại, mình dạng như ngoại hưởng tuổi già mà. Tuổi già nằm nhà niệm Phật con, nằm nhà niệm Phật. Dạ, thì đó đi vậy đi. Không có đi ngoài đường. Chứ ngoại đi ngoài đường vậy con thấy rất là nguy hiểm nè, rồi nắng nôi nữa. Đây vô đây tới rồi con công viên nè. Con thấy nãy con thấy ngoại đẩy tuốt của bển con sốt ruột luôn á. Công viên. 85 tuổi rồi mà ngoại... Thôi, đừng nói con tôi không có bỏ từ, đừng nói con. À đúng rồi, thì bà không có bỏ ngoại nhưng mà tự bà ngoại thích đi đúng không? Khuya tôi đi, 5 giờ tôi về tới nhà. Trời. Không uống được. Khuya mấy giờ ngoại đi? 3 giờ vậy luôn. 3 giờ dậy đẩy đi á hả? Vậy luôn á, vậy luôn, còn dậy sớm hơn nữa. Trời ơi. Con ơi khỏe, anh cho nó khỏe con. Niệm Phật đó con. Dạ ngoại niệm Phật. Ngoại có ăn chay không?
không có chai trường, nhưng mà có gì ăn nấy, vì đâu có tiền mà ăn theo ý muốn. Dạ. Có gì ăn nấy, ai cho gì ăn nấy. Dạ. Mà không có là hạn chế, không có lấy của người ta nhiều. Dạ. Ăn là tội. Dạ. Thôi con về mạnh nhau. Dạ, à, ngoại nghỉ chút đi. Thôi tôi về tôi nghỉ, lưng tôi đau, tôi có tật cái lưng. Ngoại ngoại bị đau lưng hả? Cái lưng tôi bị cột sống mà tôi không có trị. Rồi bữa nào cái cột sống này con ngoại chịu đắp thuốc, con đắp thuốc cho ngoại hết đau không á. Thôi con ơi, hồi đó giờ chịu đựng, từ năm nay, cuối năm nay tôi đi. Không có nó ở đó. Năm nay từ 5 tuổi tôi nè. Ngoại có thường tới chùa không? Năm nay không có tiền đi chùa nữa. Dạ. Ở nhà đi kiếm. Ăn cơm của chùa hoài tội chết. Rồi con nó cho tiền ngoại, ngoại đi lượm như vậy chi không có thấy ngoại đi lượm nè. Đó, đi lượm. Chết cái bao. Chết cái bao quá trời bự luôn, mới lượm được có mấy cái chai à. Có mấy chú ngoài khác á, mấy chú ngoài mới xuống á. Dạ. Mỗi mấy chú nó bên đây còn ở. Ở kia ra thấy mấy chú ngồi lượm được mấy cái lon kia. Dạ. Trời ơi thương ngoại quá trời thương luôn. 85 tuổi con mà có ngoại vậy là con có cho đi đâu đâu. Có, tại tôi tốn tôi đi, nó không có cho tôi đi. Dạ. Dặn tôi luôn, nói nó nói được nói. Bỏ, nó nói không nghe. Trời ơi ngoại rồi già đâu mà. Bây già mà đẩy xe đi giờ, thấy thương quá gì đâu, trời nắng trời nôi. Mới đây còn tôi con số vốn của tôi cho ông Út, Út nó làm đổ nợ, nhà cửa nó không còn. Dạ. Giờ nó đi ở đất nhà người ta. Dạ. Tôi có cái nhà tôi bán rồi, cất nhà tiền kế cho nó ở. Dạ. Giờ nó thôi vợ nó rồi. Dạ. Nói gì nó thôi vợ nó rồi, cất cho nó cái nhà nhỏ nhỏ nó cũng bán tôi vô rồi. Dạ. Nhà nó xịt sâu luôn rồi. Dạ. Bà rồi giờ, rồi giờ ngoại ở nhà ai? Giờ tôi có cái nhà trong này nè, nhà của tôi ở. Nhà của ngoại ha. Ừ. Dạ, con ngoại cắt cho ngoại ha. Không có, tôi không có đứa nào lo, chưa đứa nào lo, tôi có chịu. Dạ. Hồi đó tôi đỡ lắm con. Là của tự túc của ngoại luôn ha. Tôi đi chùa, tôi theo thầy, thầy tôi chết rồi. Dạ. Thầy tôi trên này nè. Thầy tôi trên này chết rồi, thầy mà bọn chị đem qua gì đây thật nhiều đó. Dạ. Có chỗ đậu đậu trong công viên đó. Dạ. Thầy tôi đó đi theo thầy từ ba mấy năm. Dạ. Nhờ đi chùa niệm Phật có khỏe đó con. Dạ. Có thể quá tốt luôn, mày niệm Phật tốt dữ lắm đó. Dạ. Giờ cứ niệm Phật không? Dạ, người nào biết niệm Phật là người đó sẽ rất là tốt luôn, sức khỏe rất niệm là Phật tốt. Chứ không có đi chùa nhiều, đi chùa nói nhiều quá nhiều chuyện. Dạ. Đồng bà nhiều chuyện lắm con. Dạ dạ. Bà nhiều chuyện lắm. Thôi con về mạnh nha. Dạ rồi, ngoại về mạnh khỏe nha, giữ sức khỏe nha.